Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Cái này rất là quái luôn nhà mình nha. Này, đang bung mầm sống khỏe này. Rất là sung luôn. Cái này phôi nha. Cái này có mã số là 478. Có số đo hòn này nhà vườn đo là 43 nha. Cây cao tính từ mặt bầu mà lên tới cái đầu này tầm 26 nha mình. Đang nằm cái bầu đất rinh là 35 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 900k bao ship không chậu nha. Này mình xem tham khảo luôn. Cây này rất là lực luôn nhà mình nha. Này. Mình mẩy luôn nè. Rất là cơ bắp luôn. Rất là nút cây luôn nhà mình. Cái này về mình lên cái chậu cho nó đổ đổ chút xíu nữa là ok luôn nha. Đây lũ nha. Lũ thép này. Cây rất là già nút luôn. Đang bung mầm sống khỏe nha, rất là sung luôn nha mình. Mình xem tham khảo nha. Được gì ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị nha. Tên gọi khác là kim cương đen. Cái này form cũng rất là quái luôn nha mình. Lên cái chậu cao cho nó đổ đổ chút xíu nữa là ok luôn. Rồi mã số 478. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 900k bao ship không chậu nha. Cho một phôi cẩm thị sống khỏe này nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.